bữa nay em dậy rất hấp dẫn. Bao nhiêu năng lượng tồn lâu nay em có tu ra hết. Vậy hả? Vô. Dạ mời anh. Anh đâu có gọi. Dạ là ông đại gia bên kia gửi tặng anh chị. Anh đủ sức trả tiền rượu mà, đâu cần nhận của ông ta. Thôi kệ đi anh, nhận cho người ta vui. Rót rượu đi em. Vô. Đang ghen hả? Anh dám tán gái trước mặt em. Mỹ Kỳ, em có phải là em không? Em nghĩ là em có thể cột được anh à? Anh qua bên kia để cảm ơn người ta ăn cá nha. Xin chào. Tôi có thể mời ông uống một ly được không? Rất sẵn lòng khi uống với người đẹp. Tôi tên là Kajili. Chào anh, cái tên nghe rất là lạ. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi là người Trung Quốc. Anh nói tiếng gì cũng chuẩn quá ha. Tôi sống và làm việc ở đây 10 năm rồi. Ồ, rất tiếc là tôi không có kẹt để đưa cho anh. Ồ. Hình như bạn trai chị đang chờ. Hai má con mình nhận ra nhau quá muộn màng phải không má? Bây giờ con lại vào trong này, con không thể chăm sóc cho má được rồi. Má mới là người đáng trách. Má đã từng nói những lời nặng nhẹ với con. Má mong con hãy tha thứ cho má. Con không trách hận gì má. Có lẽ số phận con phải chịu nhiều cay đắng, phải trải qua nhiều thử thách thì ông trời mới cho con gặp lại ba má. Sau khi con gặp quá nhiều chuyện, con mới nhận ra rằng không có gì quan trọng bằng tình thân của một gia đình. Tiền tài chỉ là giấy, danh vọng rồi cũng sẽ mất đi. Dù có ở trên đỉnh vinh quang mà cô độc thì không có gì ý nghĩa hết. Thank you.
Tình yêu của anh và em đã trải qua quá nhiều sóng gió mới có thể đến được với nhau. Tự hiểu đi ha. Mời. Sao em từ bỏ dễ dàng vậy Chiêu Dương? Em sẽ không tức giận đến mức ăn thịt anh chứ? Em có nụ cười đẹp lắm em biết không? Mà tại sao em lại tiết kiệm nụ cười đến như vậy? Đời có gì vui đâu mà cười. Em đã từng yêu ai chưa? Nếu như em nói em chưa từng yêu ai thì anh có tin không? Tại sao một người con gái xinh đẹp đầy bản lĩnh như em mà lại chưa từng yêu? Ở em có sự quyến rũ chết người, đàn ông khó lòng mà cưỡng lại, em biết không? Là con gái thì cho dù mạnh mẽ tới đâu thì người con gái đó cũng cần có một bờ vai để được yêu và được che chở. Em thì không có thời gian để yêu, và em cũng chưa gặp một người xứng đáng để che chở cho mình. Còn anh thì sao? Anh yêu lúc nào? Anh biết yêu từ năm anh học lớp 9. Thiệt hả? Con đứa tranh phải không? Ừ, anh yêu sớm thiệt hả? Nhưng mà từ trước tới nay anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Không đếm. Cứ đến rồi đi. Mà không biết có phải là yêu không nữa. Anh đào hoa quá. Mà chưa ai giữ được chân anh. Em rất khác lạ với những cô gái mà anh từng biết. Mình có thể thành một đôi được không? Được không em?
Sư phụ đã về rồi đó. Bà có nguyện ước gì, đang cầu mong gì thì cứ cầu mong đi. Dạ, dạ, dạ. Nam mô, nam mô. Thưa thầy, đúng là con có một thằng con trai duy nhất, nhưng mà nó lấy vợ đã lâu rồi, đến giờ này nó vẫn chưa có con được. Còn muốn nó ly dị để lấy vợ khác, đặng có con để nối dõi tông đường. Thưa thầy. Nam mô, nam mô, nam mô. Thần thánh trên cao xuống đây ngự phàm. Nam mô, nam mô, nam mô, nam mô, tiên linh, tiên linh, nam mô, nam mô, nam mô. Cái chuyện này cũng căng à. Con trai của bà có tài lắm. Dạ. Có tâm và rất có hiếu với cha mẹ. Đúng rồi đó thầy. Nhưng dạ. Sao hả? Nó bị phụ nữ dụ dỗ phải không ạ? Nhưng mà kẹt một cái con nhỏ con dâu, vợ của nó. Sao hả thầy? Nó chính là một con cáo. Hả? Con cáo hả thầy? Con cáo có chính cái đuôi. Con cáo thành tinh. Nó yêu người, nó yêu con bà. Không có dễ dầu gì dứt ra được đâu. Nó đang quyến rũ thằng con trai của bà. Cho nên là thậm chí nó cãi lại bà đúng không? Dạ, thầy nói đúng y bốc hả thầy ơi. Trời ơi, khổ thân con trai tôi. Thầy ơi, con nhờ thầy bằng mọi cách cứu giúp giùm con trai của con thầy ơi. Cái chuyện này nó hơi khó à nha. Âm dương nó kết hợp với nhau, giữa con người với con người thì sư phụ làm được. Nhưng mà đây là giữa người với lại là cáo, là thú vật. Nó khó lắm. Nhờ thầy giúp đỡ giùm cho mẹ con thầy ơi. Nhờ thầy, thầy cứu giúp giùm hai mẹ con với thầy. Không được rồi. Ôi trời, ngoài cái chuyện không thể sinh con sinh cái thì con trai của bà, khi mà dính tới chỗ này á, bị hút hết sinh khí. Nó yếu dần, yếu dần. Và cuối cùng có thể nó chết đó bà. Con lại thầy, con xin thầy, thầy cứu nó giùm con thầy ơi. Có thể được. Nhưng mà dạ, ở đây nếu mà làm cái lễ này á, sư phụ phải cung kiến rất là cao, phải xây nguyên cái tháp. Tháp đó một tầng là 5 triệu, 2 tầng là 10 triệu, lên phải 50 triệu mới được. 50 triệu thì thầy mới làm được cái chuyện này. Trời ơi, cái gì mà 50 triệu nhiều quá vậy thầy? Không chịu thì thôi. 50 triệu hả? 50 triệu nhiều quá mẹ. Nè, thôi mà thầy được á thì cúng, thầy sẽ giải cho. Còn không được á thì thôi. Chịu khó về rồi để ý coi thằng nhỏ nó sao, rồi để coi con bà nó có bị co rút chân tay không, rồi nó từ từ nó chết. Trời thầy ơi, nhờ thầy, nhờ thầy cứu giúp giùm con của con, cứu giúp giùm hai mẹ con của con với thầy ơi. Thầy ơi. Mẹ ơi, bây giờ mà mẹ không lo, để con trai mẹ chết rồi mẹ ở với ai? Nhưng mà thầy ơi. Thưa thầy. Gì? Con tới đây con không có nghĩ là nhiều tiền, cho nên con chỉ mang trong người có 10 triệu à. Đối với thầy tiền bạc không có thành vấn đề. Đây cái chuyện là chuyện cúng kiến, mình gửi lên sư phụ, ông sư phụ ông sẽ làm phép, ông làm cho cái cặp này nó tan vỡ. Nhưng mà bây giờ thì mẹ ơi,
ơi, bây giờ mẹ mà còn tiếc tiền với thầy á, rồi hả, ngại không có linh là khổ lắm đó mẹ. Đi đi mẹ, vì con trai của mẹ nha. Không chịu vậy thì đi. Thôi đi về thầy, ráng giúp đỡ cho mẹ con nha thầy. Rồi có gì bây giờ con cọc trước cho thầy 10 triệu, sau này con chuyển lại cho thầy nha thầy. Không có được, đưa cho thầy. Dạ dạ. Thầy không có nhận cái tiền này. Dạ. Tiền này là cúng ở trên chứ thầy không có nhận cái tiền này. Ở đây là cúng cho sư phụ, để sư phụ làm phép. Dạ dạ. 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 Nếu mà tạm ứng nếu mà có cái gì á thì gửi lên đây. Rồi á có gì mai mốt á đủ tiền á mang qua. Dạ. Rồi cúng cho thầy xong là thầy sẽ làm phép ha. Đừng có để sư phụ buồn á là chết thầy. Nha. Đội ơn thầy giúp đỡ cho mẹ con hả? Sẽ đi tiếp và sẽ tìm được lối ra. Mình còn thừa sức quyến rũ đàn ông. Thức dậy gọi cho anh. Chúc em ngày mới vui vẻ. Yêu em. Thật tuyệt, mọi thứ cứ như trong mơ. Mời vào. Hình như anh đang có chuyện vui hả? Em nhìn gương mặt của anh, em thấy vậy hả? Gương mặt sáng ngời của một người đàn ông đang rất hạnh phúc. Em nói rất là chính xác. Chưa bao giờ em thấy nụ cười nào sáng như nụ cười của anh hiện tại á. Sao? Có chuyện gì vui chia sẻ với em đi. Là một điều bí mật, anh muốn giữ cho riêng mình. Thôi được rồi, chúng ta vào việc đi. Anh muốn em triệu tập những giám đốc chi nhánh về họp trong tuần sau, để họ báo cáo cho anh về những thu chi của Romantic. Vậy anh muốn họp cuối tuần hay là giữa tuần? Giữa tuần đi, tại cuối tuần anh bận. Vậy còn cuộc họp thường niên thì anh định khi nào? Vẫn như lịch cũ đi em. Dạ em biết rồi. Vậy còn gì nữa không ạ? Không, em về làm việc đi. Em ra ngoài nha. Rượu mạnh mà ông ta tặng có giá tầm 30 triệu. Một con cá lớn đây. Sao mình thấy thằng cha này quen quen, giống như gặp ở đâu đó vậy ta? Mình sẽ tìm cách tiếp cận và tìm hiểu đối phương từ từ. Thêm một mối quan hệ là thêm một cơ hội. Mình phải xây dựng lại từ đầu. Em dậy rồi,
Em muốn cà phê một mình rồi đi shopping. Hẹn ăn trưa với anh. Ok em, đi chơi vui vẻ. Gặp lại em sau. Hôn em. Ok em. Dạ xin chào ạ. Chào em. Dạ anh đến đặt phòng hay là liên hệ công việc ạ? Tôi muốn gặp một người quen mà không biết anh ấy còn làm việc ở đây không. Dạ không biết anh ấy tên gì ạ? Lâm Phong. Vô đi. Đêm qua cô và lão bàn đi bar. Ừ. Cô là nổi hứng làm điều ngu ngốc. Ý ông muốn nói gì? Cô không cần nhất thiết phải thể hiện mình trong sàn nhảy, bởi vì nhiệm vụ của cô là vệ sĩ bảo vệ lão bàn. Chào anh. Mới sáng sớm mà hai người cãi nhau rồi à? Dạ thưa, tôi chỉ nhắc nhở cô ấy thôi. Tôi nghĩ tôi đã làm tốt nhiệm vụ của mình rồi. Thôi, dĩ hòa dĩ quý, người nhà với nhau cả mà, không được lớn tiếng với nhau. Bà Tân, cho tôi cà phê và hai phần ăn sáng vào phòng làm việc của tôi. Dạ. Trợ lý chưa tới sao? Dạ thưa, còn 2 phút nữa. Chào lão bàn. Rất đúng giờ. Mời lão bàn, tất cả mọi người vào phòng họp. Ngọn gió nào đã đưa cậu tới đây vậy? Lâu quá không gặp, anh khỏe chứ? Tôi vẫn khỏe. Vẫn sống bình yên trong cái vỏ ốc của mình.
Lâu nay anh có gặp chú Dương không? Cũng rất lâu rồi. Tôi có nhắn tin. Còn gặp thì không. Chắc anh không biết là tôi với chú Dương đã kết hôn. Ừ, tôi có nghe. Sao rồi? Chuyện tình cảm của hai người vẫn hạnh phúc chứ? Ban đầu thì có, nhưng về sau thì có một số trục trặc nhỏ. Vợ chồng mà, làm sao tránh khỏi va chạm. Vậy là Chiêu Dương không còn ở cùng cậu nữa sao? Sao anh biết là Chiêu Dương không ở cùng tôi? Cái cách mà cậu dò hỏi đã nói lên điều đó. Gần đây Chiêu Dương đã bỏ nhà đi. Tôi biết là cô ấy không có nhiều bạn bè sau khi ra tù. Cậu nghĩ là cô ấy sẽ tới tìm tôi? Tôi hy vọng là như vậy. Vì anh là bạn tốt của cậu ai cũng biết mà. Nếu mà cô ấy muốn tránh cậu thì chắc chắn sẽ không tìm tôi. Vì cô ấy biết là cậu sẽ tới đây. Anh biết là tôi rất yêu Chiêu Dương. Tôi công nhận điều đó. Không những tôi, má tôi, mà tất cả những người thân trong nhà đều rất đau khổ khi mà Chiêu Dương bỏ đi. Nếu mà cậu có liên lạc với anh, nhờ anh báo giùm tôi nha. Ừ, tôi hứa. Có gì liên lạc giúp tôi số này. Ừ, nhất định rồi. À, cảm ơn anh. À, Võ Hiếu nè, bữa nào anh em mình thiết kế một chầu nhậu đi. Tôi muốn nói chuyện nhiều hơn với cậu. Sẵn sàng thôi. Thôi cảm ơn anh trước nha. À, tại Chiêu Dương có đổi số điện thoại rồi, cho nên tôi gọi con không được. Nếu mà cậu có liên lạc với anh, nhờ anh cho số mới của cậu giùm tôi nha. Cảm ơn anh nhiều lắm. Mọi việc vẫn đang tiến triển khá tốt. Công ty xuất nhập khẩu đang vào mùa, cứ giao cho giám đốc điều hành trực tiếp làm việc. Còn hàng của ta sắp về tới biên giới rồi. Chuyến hàng lần này cần trợ lý áp tải. Cậu cùng vài người áp tải hàng về thành phố. Lần này tôi sẽ sử dụng xe công chở điều đi Tây Ninh để vận chuyển hàng. Phải thật cẩn trọng. Lão Bàn, tôi biết rồi. Cuối tuần này Mỹ Kỳ cùng vài người tháp tùng cùng Lão Bàn lên Đà Lạt trao nhà từ thiện và quà cho người dân tộc thiểu số. Tôi đã chuẩn bị người sẵn hết rồi. Tránh phô trương, bởi vì chúng ta là một doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng. Tránh để chèo chú ý. Quân sư nói không sai. Nhất định khi hội họp, gặp gỡ truyền thông báo chí, tất cả mọi người phải ăn mặc cho đàng hoàng lịch sự. Bởi vì chúng ta là dân văn phòng, để khi có chuyện xảy ra cũng dễ đối phó. Còn hồ sơ đấu thầu đường bộ miền Trung, luật sư đã có văn bản chưa? Chúng ta giữ F2 và đầu tư cho công ty xây dựng Bắc Nam. Luật sư cứ nghiên cứu kỹ, mọi việc tôi để trong quyết định. Ông chủ cứ yên tâm. Ok, mọi người tiến hành công việc đi. Mỹ Kỳ, tôi có việc giao cho cô. Sáng nay có người tới tìm em. Là Võ Hiếu. Ừ. Rồi anh trả lời sao?
theo em anh sẽ trả lời như thế nào? Đương nhiên là không biết rồi. Anh cũng đoán được ý em. Võ Hiếu sẽ không dễ dàng chấp nhận sự thật này đâu. Anh ấy sẽ tìm mọi cách để tìm em. Chiêu Dương, nếu mà hai người có cơ hội giáp mặt, em sẽ nói gì? Đừng ai nói đi. Đừng cản bước đối phương. Dù sao thì em và Võ Hiếu đã từng yêu nhau say đắm. Tình yêu luôn có thời hạn, không ai có thể giữ mãi nó ở bên cạnh như những ngày đầu. Tro đã tàn thì khó nhóm thành lửa. Đó là tình yêu đôi lứa. Còn tình mẫu tử em nghĩ sao? Em nghĩ mình không cần phải lo nhiều. Mẹ em hiện đang có một đứa con gái ngoan ngoãn ở bên cạnh rồi mà. Em cứng rắn hơn anh nghĩ. Em không thích hợp với cuộc sống có gia đình ràng buộc. Em thèm khát cuộc sống tự do. Mình sẽ giữ chân cô ấy được bao lâu? Quý hả? Tao nè. Mày có tin tức gì của Chiêu Dương chưa? Tao có gặp được một vài người quen, nhưng mà ai cũng nói là Chiêu Dương không có liên lạc với họ. Thực sự là ở cái thành phố này, muốn tìm Chiêu Dương á cũng giống như là mò kim đáy bể vậy đó. Lúc Trúc Trà bỏ đi, tao đoán được là cô chẳng có ai ở đây, cũng chẳng có quen thuộc cái thành phố này, chỉ có thể lang thang ở công viên thôi. Còn với Chiêu Dương thật là khó đó. Với một người sành sổ như Chiêu Dương đã cố tình lẩn tránh thì khó mà mình tìm được. Nhưng mà tao không bỏ cuộc đâu. Tao sẽ tìm cho bằng được Chiêu Dương, hỏi cho ra lẽ. Hiếu nè, tao hỏi thiệt nha, mày nghĩ là Chiêu Dương còn yêu mày không? Đã có lần tao nói với Chiêu Dương, tình yêu của anh chưa đủ lớn để thay đổi em. Có lẽ đây là điều chính xác mày à. Mày nghĩ là người quen đường cũ sao? Tao là người rất hiểu Chiêu Dương. Đó là một người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán. Quyền lực, vật chất chính là đam mê của cô. Có lẽ cuộc sống ở quê không phù hợp với Chiêu Dương. Vậy mà tao cứ nghĩ mày và Chiêu Dương là một cặp trời sinh. Trải qua nhiều sóng gió thì phải trân trọng cái ngày đoàn tụ với nhau. Hai chữ bằng lòng rất khó mẹ. Con người ta luôn đứng núi này trong núi nọ mà. Ủa, mày qua đây để má với Trúc Trà bệnh ổn không? Hai người họ bây giờ không biết ai chăm sóc cho ai luôn. Con. Dạ. Con có sao không vậy? Dạ con không sao. Ba xin lỗi.
Có sao không vậy con? Dạ con không sao đâu má. Tại con thấy dơ quá nên con định dẹp, ai ngờ rớt cái ly xuống bể luôn rồi. Con muốn làm gì kêu má làm cho, tay con còn đau mà. Má mệt quá má ngủ thiếp đi, tại vì đêm hôm má có ngủ được đâu, trằn trọc hoài. Má, má lại nghĩ đến chị Chiêu Dương nữa hả? Má không tròn trách nhiệm với nó. Có lẽ là má yêu thương nó chưa đủ nên nó bỏ má nó đi. Má, má là người mẹ tuyệt vời nhất mà con biết đó. Đáng lý ra mà phải cứng rắn lên là chỗ dựa tinh thần cho con. Đằng này con mới là chỗ nương tựa của má. Con vẫn luôn bị những cơn ác mộng ám ảnh. Con vẫn rất là sợ khi mà gặp người lạ. Con sợ đủ thứ hết. Khi mà nhìn má như vậy, con biết mình phải nên cố gắng như thế nào. Vậy thì hai má con mình phải cố gắng lên nha con. Ừ. Không được gục ngã trong lúc này. Má, bây giờ con với má đi làm đồ ăn nha. Làm đồ ăn cho anh Hiếu với anh Quý về ăn. Ừ. Nấu mấy cái món thật ngon cho tụi nó ăn. Tụi nó vất vả ngoài đường nhiều rồi. Cho tụi nó ăn tụi nó lấy lại năng lượng. Chiêu Dương, hôm nay anh có cuộc hẹn đi ăn với đối tác. Em đi ăn với anh nha. Em không đi đâu, anh đi một mình đi. Tại sao? Em không thích. Em đi một lần rồi em sẽ quen thôi. Đi. Em thích ở nhà một mình hơn. Ok, vậy anh sẽ đi. Rồi anh về sớm với em nha. Không cần đâu, em ở nhà một mình thoải mái mà. Vậy em muốn ăn gì không? Trời đất ơi, anh nghĩ là em lúa lắm hả? Em biết rất là nhiều app gọi thức ăn mà. Ai dám nói em lúa. Thôi được, khi nào em đói tự giải quyết bao tử mình nha. Anh đi nha. Sau này Hiếu nấu chịu về ăn cơm vậy con? Cơm nhà nóng sốt ngon vậy không chịu ăn, ra hàng quán ăn chi vậy? Vừa mất tiền vừa mất vệ sinh. Má à, Hiếu nói với con á là hôm nay Hiếu phải đi gặp khách hàng. Chứ nếu không á, Hiếu đã về đây ăn cơm với má con mình rồi. Dạ con. Dạ. Miếng gà này ngon lắm, má ăn đi. Tối nay má phải ngủ á, cả đêm qua má thức rồi. Nhắm mắt để đó chứ có ngủ được gì đâu. Hãy nghĩ đến chị con là ruột gan nó cồn cào hết. À, má, hay là ăn cơm xong á, con chở má với lại vợ con trong quận nhất chơi. Đi dạo phố đi bộ á, hít thở không khí ở đó cũng tốt lắm. Mình đi ăn kem nha. Thôi, hai đứa đi đi, má không đi đâu. Theo mẹ nghĩ là con chở vợ con đi đi, ra ngoài hít thở không khí cho nó thoải mái. Má hổng đi, con cũng hổng đi đâu. Thôi hai đứa ăn cơm đi, kệ má, để ý má ăn chi không biết nữa. Ăn đi, đừng có lo cho má. Thôi, ăn cơm đi ha.
đi đi. Đi chỗ khác đi mấy thằng nhóc. Mày gọi ai là nhóc? Tao nói mày đó. Khá lắm người đẹp. Bất đắc dĩ thôi. Hôm nay em đi một mình à? Tôi luôn một mình mà. Tôi có thể mời em một ly được không? Được thôi. Mời anh. Chúc một đêm vui vẻ. Cạn ly nha. Mày sao vậy? Tại sao đi uống không gọi cho tao một tiếng? Mày bị cái gì? Tại sao uống bét nhè luôn vậy? Một mình mày uống hết chỗ đó đó hả? Tao muốn một mình. Cứ để cho nỗi buồn gặm nhấm tao đi. Nè. Gì vậy? Mày say rồi, đừng có uống nữa. Vậy mày uống với tao đi. Rồi. Tao uống rồi ai đưa mày về? Gọi xe về. Thiếu gì xe? Mày cứng đầu quá. Tao không có uống đâu. Lúc nãy mày gọi điện cho tao, trong điện thoại giọng mày lè nhè là tao biết mày say rồi, nên tao mới tới đây đưa mày về đó. Tao thất bại quá phải không Quý? Có một người vợ mà không giữ nổi. Hiếu nè, mày nghe tao nói, mày đừng có tự trách mình. Bây giờ người ta muốn đi á thì chỉ có trời mới giữ lại được thôi. Tại sao chị Dương lại đối xử với tao như vậy? Tao đã vì cổ mà chờ đợi mòn mỏi 10 năm trời. Vừa mới gặp nhau sống chung với nhau được một năm trời thì đường ai nấy đi. Tao biết bây giờ tao có khuyên mày như thế nào thì mày cũng sẽ nhất quyết đi tìm Chiêu Dương. Vì mày cũng được, vì má cũng được. Nhưng mày suy nghĩ kỹ đi, tỉnh táo sáng suốt lên đi Hiếu. Giờ mày có kiếm được Chiêu Dương về á thì tao hỏi mày, trong lòng cổ đã muốn đi, mày có giữ được hay không? Tao nhất quyết phải tìm cho bằng được Chiêu Dương. Tao phải hỏi cho ra lẽ tại sao, lý do nào cổ lại rời bỏ tao. Tao đã làm gì có lỗi với cổ chứ? Hiếu, thôi đi. Tình yêu là cái quái gì mà nó lại khiến cho người ta đau đớn khổ sở như vậy?
Không, chỉ với người phụ nữ đẹp và quyến rũ như em thôi. Cảm ơn lời khen của anh dành cho tôi. Chiêu Dương, một cái tên rất là đặc biệt. Con người còn đặc biệt hơn nữa. Anh mới gặp tôi lần thứ hai, sao anh có thể đánh giá tôi được chứ? Đàn ông từng trải không nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt, mà nhìn bằng cái này nè. Xen vào chuyện của lão bạch, em không nên chỉ đặt ông riêng mà dục quyền như vậy. Em là con người, em cũng có cảm xúc của em vậy. Đừng ngu ngốc như vậy, em bỏ thứ cảm xúc chính tiệt đó đi. Anh biết cái gì mà anh phải nói? Em yêu lão bạch, ai không biết chuyện này hả? Đừng trách anh không nhắc em, em đang tự chuốc họa vào thân đó. Ông ta có thể ngủ với bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng tuyệt đối không được yêu hả? Tại sao lại không nghe điện thoại vậy? Em ở đâu? Em đi với ai? Làm sao tôi có thể có một cuộc hẹn với người đẹp đây? Chị nói chắc là tôi phải xem lại. Xem lại coi tôi có đủ tiêu chuẩn hẹn hò với em không à? Ok, tôi sẽ mời em tới thập cơ ngơ của tôi, rồi sau đó em sẽ quyết định mối quan hệ của chúng ta. Cá đã cắn con. Hay là em sợ? Nè, cuộc đời của Chiêu Dương chưa bao giờ biết sợ cái gì hết, hiểu không? Tôi đánh giá em không sai. Thật sự ra trước khi tôi bắt đầu hẹn hò với ai, tôi phải biết rõ về người đó. Em muốn test lý lịch của tôi sao? Thật sự là tôi cảm giác là tôi gặp anh ở đâu đó rồi. Em nghĩ như vậy à? Chúng ta chưa từng gặp nhau. Thật sự tôi thấy anh có cái nét gì đó quen quen. Người Trung Quốc có một đặc điểm riêng, xem giống ai đó là chuyện bình thường thôi mà. Tôi muốn em. Buông tôi ra. Tôi muốn em. Em chịu tôi đi. Buông ra. Tôi sẽ bỏ qua quá khứ của em. Buông ra. Tôi sẽ bỏ qua quá khứ của em. Em chịu tôi đi. Buông tôi ra. Em chịu tôi đi. Buông tôi ra. Cha mẹ tôi là người Trung Quốc nhưng mà sinh sống ở Canada. Tôi sống bên đó từ năm tôi 4 tuổi. Ba mẹ anh vẫn khỏe chứ? Cảm ơn lời hỏi thăm của em. Mẹ tôi đã mất rồi. Còn ba tôi, ba tôi vẫn còn sống, sống với chị gái bên Canada. Anh đến Việt Nam lâu chưa? Đủ lâu để hiểu phong tục tập quán của người Việt. Tôi thấy anh nói tiếng Việt khá sỏi đó. Tôi yêu phụ nữ Việt Nam và tôi muốn lập gia đình nếu tìm thấy một nửa của mình. Ok, tôi mời anh một ly, chấp nhận lời mời của anh. Ok, nhắn tin địa chỉ cho tôi, sẽ có người đến đón em.
Chiêu Dương. Sao giờ này mới về? Anh gọi cũng không bắt máy. Nè, anh đừng nói là anh đang quản lý em nha. Không, anh không quản lý em. Anh chỉ quan tâm em thôi. Thì bây giờ em về rồi nè, lo gì nữa. Em sai rồi, em vô ngủ nha. Chờ anh. Hả? Hỏi gì nữa vậy? Sao em không qua phòng anh ngủ? Anh nghĩ sao vậy trời? Anh nghĩ mình là vợ chồng hả? Nhưng mà chúng ta đã... Nhưng mà như vậy đâu có nghĩa là mình sẽ ở chung một giường đâu. Em muốn được tự do, ok? Khi nào mình cần thì mình sẽ đến với nhau ha. Hiếu. Bác à. Bác ơi. Hiếu. Má. Con nói đi. Má. Giữa má và cô ta, con chọn ai? Má. Má, má bình tĩnh. Má bỏ bên cha xuống rồi nói chuyện má. Bác ơi, bác bình tĩnh đi bác. Bác bình tĩnh đi. Nếu như con thương thằng Hiếu thì hãy cứu nó trong lúc này. Con đừng để nó rơi vào hố sâu một lần nữa. Hiếu, mày nghe lời má mày đi, đi về đi. Má, mình về nhà nói chuyện má. Không, chẳng thà má chết. Đau một lần rồi thôi. Má không cam tâm nhìn con quay lại con đường cũ. Má, má bỏ xuống đi rồi về nhà mình nói chuyện má. Không, bác à. Con nói ngay bây giờ. Con nói đi. Má hay là cô ta? Bác ơi, con xin bác. Cấp miệng lại. Ở đây không có chuyện của con. Thôi được rồi, con về với má. Má bỏ xuống đi. Nghe má. Cô nghe đây, nếu cô còn quyến rũ con trai tôi thì tôi sẽ đổi cái mạng này nói chuyện với cô. Má. Bác ơi, tôi chết cho cô coi nè. Má. Má ơi. Má. Má. Bác ơi. Má ơi. Má ơi, mày đi về đi. Má. Có chuyện gì vậy? Mày đi về má ơi. Má. Đi má. Hả? Má ơi, má. Má sao vậy má? Má lại nhớ chị Chiêu Dương hả? Má nhớ lại chuyện lúc trước. Má từng phản đối Chiêu Dương dữ dội khi chưa biết nó là con gái của mình. Con ơi, có phải vì chuyện này mà Chiêu Dương nó hận má, nó bỏ má phải không con? Má, câu chuyện nhà mình là một bi kịch. Hiểu lầm để rồi nhận ra nhau. Con không nghĩ chị Chiêu Dương vì chuyện này mà bỏ đi đâu má. Vậy thì chuyện gì nó rời bỏ gia đình mình chứ? Chuyện này chỉ có chị mới trả lời được câu hỏi này thôi. Nếu là con thì con sẽ trân trọng những giây phút được gặp lại mẹ đẻ của mình. Nếu con gặp lại mẹ ruột của con có trách bà ta không? Con nghĩ là phải có một lý do nào đó một người mẹ mới bỏ rơi con của mình. Con sẽ không oán trách khi gặp lại ba mẹ của con đâu. Đến bao giờ con mới được gặp lại hả má? Ai cũng có lòng nhân hậu vị tha như con thì cuộc đời này sẽ vang tiếng oán than. Bây giờ con đã có má rồi, con sẽ ở bên cạnh má. Má đã cho con cảm giác ấm áp của một người mẹ. Con không đòi hỏi gì nữa hết á. Má ước gì
Chiêu Dương cũng nghĩ được như con. Má chỉ sợ rằng nó quán trách má đã bỏ rơi nó, trách má khi đã gặp không nhận lại con mình, cùng buông lời nặng nhẹ khiến nó đau khổ một thời gian. Má, má à, má đã làm rất tốt nhiệm vụ của một người mẹ đối với con cái. Má không có điều gì để hổ thẹn với lương tâm hết. Má đừng tự trách mình nữa. Con tin sẽ có ngày chị Chiêu Dương suy nghĩ lại, sẽ quay về với gia đình mình. Má luôn hy vọng về điều này. Má chỉ muốn gia đình mình luôn quây quần bên nhau, ăn uống đạm bạc cũng được, vui và hạnh phúc là được rồi. Má, bây giờ má đang nhắm mắt ngủ chút xíu nha. Trời gần sáng rồi, má mà thức nữa là ngày mai má lại mệt lắm đó. Má nằm xuống đi. Hả? Hả? Ồn màu quá hả? Vậy? Nhìn như con điên vậy đó. Cái gì mà mới sáng sớm mẹ gọi con rồi mẹ? Sớm cái đầu cô, mặt trời rọi vô cái họng cô rồi mà còn nằm đó ngủ nữa. Ra ngoài tôi biểu coi. Thôi được rồi, mẹ ra ngoài trước đi, con rửa mặt rồi con ra. Giờ thì nó coi như mẹ nó chết rồi vậy đó. Một cuộc điện thoại cũng không có gọi về nữa. Vô đi. Em. Dạ anh ơi, trên nhà máy xin lệnh chi tiền để mua nguyên liệu đợt 2, anh ký giúp em nha. Em để đó đi chút anh coi, đầu gì chị em vô lấy. Dạ. Gì nữa em? Dạ anh ơi, cũng gần Tết rồi, mấy anh em rất là mong có thưởng. Không biết năm nay anh phê duyệt bao nhiêu để em làm báo cáo. À, để anh hợp với anh Quý rồi cụ thể bao nhiêu anh sẽ cho em biết sao. Dạ. Gì nữa em? Dạ em thấy dạo này anh hốc hác quá. Anh làm việc nhiều nhớ nghỉ ngơi nha. Anh cảm ơn em đã quan tâm. Thôi em đi làm việc đi, anh ổn. Dạ. Em chào anh. Mày còn làm việc được nữa hả? Tối qua mày say như xác chết. Nhất muốn bể cái đầu, mà phải ráng làm. Cuối năm nhiều việc quá. Ê, gì vậy? Mày như mày, mày đừng có nhiều chuyện rồi mét má cái vụ tao nhậu xỉn, tao giết mày chết. Nè, tao không phải con nít, không cần mày nhắc chuyện đó đâu. Tao có chuyện muốn nói với mày nè. Chuyện gì? Nè Hiếu nè, tao thấy tình trạng của chú Trà cũng đã đỡ rồi, tinh thần cũng thoải mái hơn. Chuyện của má là mệt mỏi thôi, cứ để má lẩn quẩn suốt ngày trong cái chung cư nhỏ xíu đó, rồi cứ nghi ngờ lung tung khóc hoài à. Tao thấy nên cho má với chú Trà về quê đi. Ừ, cũng có lý. Về dưới còn coi ngó nhà cửa được, mà quan trọng là không khí thoáng mát, dễ thở hơn trên này. Mà quan trọng á là mày thuyết phục được má kìa, chứ ở trên này á cũng đâu có thể tìm được Chiêu Dương. Tao biết rồi, để chị qua nhà ăn cơm rồi tao lựa lời tao nói với má luôn.
Ừ. Mà tao sợ là Trúc Trà đang còn yếu kìa. Mày yên tâm đi, tao quan sát kỹ lắm. Trúc Trà khỏe lại rồi, thậm chí còn chăm sóc cho má nữa kìa. Ok, vậy quyết định cho hai người họ về quê. Tao với mẹ ở đây cũng tập trung công việc hơn. Mày còn phải đi tìm Chiêu Dương nữa đó. Ừ. Mẹ có chuyện gì nói đi mẹ. Điện thoại hỏi thầy cô có ngại chưa? Mẹ tưởng dễ làm bùa lắm hả? Phải tốn thời gian và công lực của thầy nữa chứ bộ. Tôi sốt ruột lắm rồi, con nhanh lên để tôi còn ra tay. Lần này á phải làm mạnh thiệt mạnh cho tụi nó ly dị luôn. Phải chi chị ta tự tử chết cho rồi, đỡ phải tốn tiền của mẹ. Kỳ này tôi mất toi 50 triệu, không biết có hiệu quả không đây. Mẹ yên tâm đi, bùa ông thầy này mạnh lắm. Nè, con bạn của con á hả, nó quen một ông đại gia mà đã có vợ rồi. Trời ơi, nó xin bùa của thầy á hả? Dạ, ông đó bỏ vợ lấy nó luôn đó mẹ. Ghê không? Vậy hả? Ừ, thiệt 100% luôn. Vậy con gọi điện cho ông thầy liền đi. Dạ, con gọi nha. Alo, thầy Tam hả? Dạ, bùa của mẹ con có chưa thầy? À, vậy hả thầy? Dạ, dạ, con đội ơn thầy. Mẹ, thầy nói là có bùa rồi, mình chỉ cần chuẩn bị 20 triệu còn lại là lên lấy bùa thôi mẹ. Được rồi, yên tâm đi, mẹ đã chuẩn bị tiền sẵn rồi. Dạ, hay là bây giờ mẹ lên lấy đi, con ngồi đợi mẹ dưới này rồi đi luôn nha. Ừ. Xong rồi, em chuyển càng nhanh càng tốt giúp anh nha. Anh có biết chuyện của Võ Hiếu và Chiêu Dương không? Hai người họ có chuyện gì à? Hình như là họ đã chia tay. Em lấy thông tin này ở đâu? Thì Võ Hiếu đã đến đây để tìm Chiêu Dương. Em đã gặp Võ Hiếu hả? Ừ. Võ Hiếu cũng đến tìm anh để biết thông tin liên lạc với Chiêu Dương. Rồi anh có gặp không? Không. Alo, em nghe đi. Anh về chở em đi ăn nha. Em có hẹn với bạn rồi. Bạn à? Chứ anh nghĩ em không có bạn nào sao? Là ai vậy? Anh tò mò quá à. Thôi em đi đây, em trễ giờ rồi. Chip. Chào cô, tôi là trợ lý của lão bàn, được lệnh tới đón cô. Trợ lý? Kim tài xế? Thường thì tôi chỉ đón người nào quan trọng thôi. Mời cô.
Chào mừng cô đã đến cơ ngơi của kẻ hèn này. Mời cô vào nhà. Đây là Trần Nam, luật sư riêng của tôi. Rất hân hạnh được biết cô. Còn đây là Chiêu Dương, vị khách đặc biệt của chúng ta. Chào ông. Cô có muốn đi một vòng tham quan căn nhà nhỏ bé của tôi không? Rất hân hạnh. Vậy xin phép. Sài Gòn tôi có một căn. Ở Nha Trang tôi có một căn biệt thự nho nhỏ ven biển. Lên Đà Lạt tôi có một căn ở Tuyền Lâm để nghỉ ngơi. Du thuyền để cùng bạn bè ra khơi. Tôi neo ở quận 7. Khi nào có thời gian tôi mời cô trải nghiệm. Ông kinh doanh thật là thành công. Tôi là một doanh nhân thành đạt có tiếng ở Việt Nam và Trung Quốc. Nhờ chăm chỉ làm ăn nên ông trời cũng không phụ công mình. Mời cô. Giới thiệu với cô, đây là trợ lý Trường Thịnh và luật sư của tôi. Họ là cánh tay trái và tay phải của tôi. Bên cạnh anh lúc nào cũng có những người đáng tin cậy. Tôi tin anh có mắt nhìn người. Nào, xin mời mọi người. Chúc sức khỏe. Đây là những món ăn ẩm thực của Trung Hoa, rất bổ dưỡng. Không biết là cô Chiêu Dương có thích không? Tôi rất là thích ẩm thực của Trung Hoa. Xin phép cô. Thưa cô, đầu bếp rất là giỏi các món ăn Trung Hoa này. Dạ, cảm ơn. Mời cô. Mời cô. Cuộc đời này, ngoài việc kiếm tiền ra, điều quan trọng nhất là phải biết hưởng thụ những món ăn ngon. Quan niệm của tôi là phải sống để tận hưởng từng phút giây. Ông quả là một người rất biết hưởng thụ. Ngoài việc biết hưởng thụ, chúng tôi còn biết chia sẻ nữa. Tuần sau, công ty chúng tôi sẽ tổ chức một chuyến từ thiện, phát quà và tặng nhà cho đồng bào nghèo ở Tây Nguyên. Như vậy thì quá tuyệt vời. Cô có muốn đi cùng chúng tôi không? Đây cũng là dịp để cô hiểu thêm một người bạn mới. Nếu như có lời mời của ông thì tại sao tôi phải từ chối chứ? Như vậy tôi sẽ cố gắng thu xếp. Ok, quyết định như vậy đi. Trường Thịnh sẽ liên lạc để đến đón cô. Ok, chốt. Tôi rất là khoái tính cách mạnh mẽ của cô. Mời cô. Mời cô. Dạ, xin mời.
Cô ăn đi. Kiều Dương, anh đã cho em tất cả, tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Nếu cô có nhiều tiền, cô sẽ làm gì? Tôi sẽ dùng số tiền đó để kiếm ra nhiều tiền hơn nữa. Cô là kẻ tham vọng. Tham vọng có thể khiến cho con người ta chiến đấu không mệt mỏi vì cuộc sống này mà. Đúng. Để đạt được tham vọng của bản thân thì phải không ngừng chiến đấu. Nếu mà từ bỏ tham vọng, có nghĩa là chết. Thì ra chúng ta có nhiều điểm tương đồng quá. Cạn. Tôi có một món quà nhỏ dành cho Chiêu Dương nhân dịp lần đầu cô đến thăm nhà. Thưa ông chủ, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Tôi mời cô. Cô có thể vui lòng nhắm mắt lại được không? Mở mắt ra đi. Võ Hiếu, sao tình cờ vậy? Ủa, Lâm Phong, sao trùng hợp vậy? À, tôi đi lang thang thì gặp cậu. À, nên có thời gian ngồi chơi. À, được rồi. Uống bia được chứ? Được rồi. Mời anh. Cạn ly vì một người thân của hai chúng ta. Tôi cũng hiểu được cảm giác này. Tôi lại không nghĩ giữa tôi với anh lại có cảm giác giống nhau. Đây là tất cả những gì anh làm để chào đón một người phụ nữ lần đầu tiên tới nhà anh đó hả? Em là một người phụ nữ đặc biệt, nên tôi phải có cách tiếp đãi hơn người. Để xem người phụ nữ đó sẽ được hưởng những đặc ân gì từ người chủ nhà hào phóng như anh. Em xem, tôi có món quà gì tặng em đi.
Cho phép tôi đeo chiếc nhẫn này lên bàn tay ngọc ngà của em. Khoan, chiếc nhẫn này không phải là nhẫn đính hôn chứ? Còn quá sớm để nói đến điều đó. Vậy đây chỉ là món quà gặp mặt thôi đúng không? Không hơn, không kém. Chiếc nhẫn này thật là đẹp khi nằm trên bàn tay của em. Chúc mừng một mối quan hệ tốt đẹp đang được bắt đầu. Hy vọng là vậy. Tôi không tin là anh đang rơi vào tình cảnh giống tôi. Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Anh với bạn gái anh đang có vấn đề à? Không, cô ta không phải bạn gái của tôi. Tôi đã kết hôn. Vậy anh kết hôn khi nào? Sao tôi không hay? Cũng rất lâu rồi. Hình như là 13 hay 14 năm gì đó. Thôi, anh đùa à, tôi không tin. Kết hôn chính thức, không cần phải thông báo. Ủa nhưng mà tôi thắc mắc cô ấy là người như thế nào mà anh phải giấu kín vậy? Một người phụ nữ rất đặc biệt. Tôi tôn thờ cô ấy. Và hứa nguyên cuộc đời này, tôi chỉ yêu mình cô ta thôi. Nghe nói tôi cảm nhận được cô ấy là người rất quan trọng đối với anh. Đúng, còn hơn cả mạng sống của tôi. Thank you.
đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Không, tôi biết anh lâu rồi nhưng mà hình như tôi chẳng hiểu gì về người đang ngồi trước mặt tôi cả. Cậu cũng đừng có quá ngạc nhiên mà. Ai cũng có một cuộc đời riêng hết. Có vẻ anh cất giữ quá nhiều bí mật. Tôi chưa bao giờ phô trương cuộc đời của tôi để cho người khác thấy. Ok. Em muốn bay. Em muốn bay. Muốn bay. Thử nghiệm đã thành công. Em muốn bay. Mọi người đang chờ anh ở phòng họp. Sao giờ này anh vẫn chưa đến? Anh quên mất. Đêm qua anh nhậu quá chén. Bây giờ anh mới dậy. Vậy bây giờ anh có tới không? Hay là em hoãn cuộc họp? Bây giờ anh không tới được. Em xin lỗi mọi người giúp anh. Về cuộc họp qua đầu giờ chiều nha. Dạ ok anh. Cảm ơn em. Anh có cần em tới nhà không? Nghe thấy giọng anh không được khỏe. Không sao đâu, anh vẫn ổn. Em cứ làm tiếp đi. Chiêu Dương. Chiêu Dương. Vậy là đêm qua cô ấy đã không về nhà. Cưng dậy rồi à? Chuyện gì đã xảy ra? Tôi không nhớ gì cả. Mọi chuyện đến đều rất tự nhiên. Em không cần phải chứ. Để làm gì? Tôi chưa bao giờ uống rượu say tới mức mà không nhớ gì hết. Nhưng mà lần này thì chuyện gì đã xảy ra? Vậy thì em có chứ, đây là món quà mà tôi đã tặng cho em không? Anh đeo chiếc nhẫn này vào tay tôi thì tôi nhớ. Sau đó uống vài ly rượu. Nhưng tôi hoàn toàn không nhớ gì cả. Chuyện gì đã xảy ra? Em đã ở trong một trạng thái hưng phấn tột độ. Anh cam đoan với em, đó là cảm giác rất dễ chịu. Em đã cười không ngớt.
Em muốn nghe điện thoại không? Em cứ tự nhiên. Anh ra ngoài. Em nghe đây. Ờ, cho đẹp của em không về nhà. Em qua nhà một người bạn, uống rượu, ngủ lại nhà nó luôn. Tại sao không gọi anh tới đón em về? Có lẽ em sai quá nên quên gọi anh thôi. Em có biết là anh lo cho em lắm không? Lâm Phong, em không phải là con nít. Anh lo lắng cho em nhiều chi cho mệt vậy? Bây giờ em là bạn gái của anh, anh có quyền lo lắng cho em chứ. Mối quan hệ của chúng ta chưa rõ ràng, anh đừng có kiếm cớ quản lý em như vậy. Chưa rõ ràng. Vậy em nói đi, mối quan hệ của anh và em là gì? Là tình bạn, tình nhân hay là vợ chồng? Anh muốn nghĩ kiểu gì cũng được, nhưng cho dù là mối quan hệ nào, anh cũng không có quyền kiểm soát em như vậy, hiểu chưa? Anh không có kiểm soát em, anh chỉ quan tâm em thôi. Cảm ơn sự quan tâm thái quá của anh. Em nói cho anh biết, anh nên nhớ em là một con ngựa hoang. Đừng hòng ai có thể cầm cương được. Hẹn gặp ở chỗ cũ. Má. Đi đâu cũng không bằng về nhà hết á. Chỉ cần về đến nơi đi, hít thở không khí trong lành là khỏe rồi. Dạ. Má, con thấy á, má với Trúc Trà về đây ở là hợp lý đó. Hai người đều không khỏe, ở chung cư tù túng lắm. Em ở đâu cũng được, miễn ở đó có mọi người bên cạnh em là em vui rồi. Cảnh cũ còn đây mà người đi đâu mất tiêu. Má nhìn ở đâu má cũng thấy bóng dáng của Chiêu Dương hết. Má. Em. Em cảm ơn anh. Con biết là má rất nhớ Dư Dương. Cả nhà mình ai cũng nhớ. Nhưng má phải giữ gìn sức khỏe, có như vậy tụi con mới yên tâm mà đi tìm Chiêu Dương được. Má sợ cô. Má, tụi con sẽ luôn ở bên cạnh má. Còn với má phải cố gắng lên, để cho hai anh yên tâm mà đi tìm chị Chiêu Dương nữa má. Tất cả chúng ta bây giờ phải cố lên. Má uống trà đi má. Con tin là trà sẽ làm cho tâm má bình yên hơn. Bây giờ uống trà xong á, thì con sẽ đi mua gà nướng về. Cả nhà mình ăn gà nướng đi. Ai cũng mệt rồi, đừng có nấu nướng chia cho mệt nữa. Được, ý hay đó. À,
hỡi con hồ ly chín đuôi, ngươi không thể ở với người. Nếu ngươi không nghe lời, ngươi cố tình hại thí chủ của ta, ta sẽ không tha cho nhà ngươi đâu. Cậu xin hồ ly quá kiếp, tha mạng cho con trai của tôi. Nam mô ra ra quỷ bà ra 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 quỷ bà ra ra bà mau ra. Con hồ ly chín đuôi mau tha thân chủ của ta ra. Thiên linh linh ư địa linh à. Cầm lấy. Kìa mẹ. Nè, về tìm cách cho cậu con trai của bà uống ngay. Dạ. Đây là ngải tiên, linh nghiệm lắm đó nha. Dạ, dạ, con xin cảm ơn thầy. Dạ thầy, cho con hỏi là bùa khi nào có hiệu nghiệm hả thầy? Hay là thầy nói cho mẹ con biết đi thầy. Cứ cho nó uống đi, uống liên tục như vậy. Uống 3 lần, nó sẽ nhã ngay con vợ của nó. Khi con trai bà, nó nhìn mặt con dâu bà, sẽ hiện ra con hồ ly. Dạ thầy, thầy ơi con đội ơn thầy đã cứu con trai. Dạ, con đã cứu dòng họ nhà con. Dạ, con đội ơn thầy. Cái nhiệm vụ cứu nhân độ thế là nhiệm vụ của thầy mà. Thầy làm phước cho đời, làm phước cho người, thầy không có tính toán gì hết đó. Đưa số tiền còn lại cho thầy luôn đi mẹ. Ờ. Dạ thưa thầy, đây là số tiền còn lại. Con xin dâng cho thầy. Bảy. Cất vô. Còn không á, làm sao mà dâng cho thầy được. Dâng là dâng cho sư phụ. Để sư phụ cúng bái cái chuyện này. Dạ, dạ. Nghe rõ chưa? Dạ. Để cúng cho sư phụ cái tháp. Dạ, dạ, dạ. Để cúng dạ, cho dạ, nó linh. Dạ. Hiểu chưa? Dạ, dạ, thưa thầy. Dạ, thầy. Đây. Dạ. Dạ, con gửi sư phụ à. Dạ. Coi như chuyện vậy là xong hết rồi đó. Đừng có lo, về đi. Coi như về cứ vậy mà làm nha. Cứ dạ, cho ngày uống 3 lần. Thôi về đi nha. Từ từ rồi đợi kết quả đó rồi biết nha. Dạ, dạ, dạ. Con biết thôi rồi. Con cảm ơn thầy. Con đội ơn dạ, thầy. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ. Dạ, dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, con xin phép thầy. Dạ, con xin phép thầy ạ. Alo, anh Phong bên Romantic đây. Em đặt cho anh 2 vé đi Dubai tuần này nha. Ok, chắc chắn là hàng thương gia rồi. Rồi, có gì em chuyển vé qua điện thoại giùm anh nha. Cảm ơn em. Ủa, anh định đi du lịch hả? Nhưng mà sao đột xuất quá vậy? Anh không nhớ là tuần sau lịch làm việc kín hết rồi hả? Làm cả đời cũng chỉ để mưu cầu hạnh phúc đúng không em? Chắc là tuần sau. Có những cuộc họp cổ đông anh vẫn dự. Còn những cuộc họp khác em dạy qua tuần sau nữa giùm anh nha. Nhưng mà còn việc gặp khách hàng và ký hợp đồng thì sao ạ? Em thay mặt anh luôn đi. Em có một số văn kiện của công ty, em cần anh coi lại và ký nháy. Được rồi, để anh coi. Vậy em ra ngoài làm việc. Lâm Phong chỉ dành tình cảm cho Chiêu Dương. Vậy cô gái đang làm cho anh ta hạnh phúc là ai? Hay là... Thank you.
Sao mình sai tới độ không nhớ gì vậy ta? Kỳ vậy ta? Mình đã uống gì ngoài rượu đâu? Quan trọng gì? Cái mình muốn có thì mình cũng đã có, và sẽ có nhiều hơn. Đẹp quá. Đây là nơi tiếp bạn bè và đối tác làm ăn. Anh sẽ tình nguyện đem đi tham quan. Ở đây có phòng xông hơi, có thể thư giãn lại được. Thiệt là đẹp. Đây đúng là một nơi thư giãn quá sang trọng. Body của em rất là đẹp. Nè, đừng có giở trò xấu xa. Cái gì cũng từ từ thôi chứ. Nếu như mà một người đàn ông đích thực thích chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tạo hóa ban cho đàn bà, có gì là sai? Đúng không? Em nghĩ sao nếu như chúng ta nghỉ ngơi thư giãn trên chiếc giường này? Từ từ thôi mà. Anh là chủ nhân của chiếc du thuyền này hả? Đây chỉ là một thú vui, một tài sản cỏn con để giúp cho chủ nhân thư giãn sau những ngày làm việc vất vả. Anh thật là một người biết hưởng thụ đó. Kiếp người sống chỉ có một lần, ai dám chắc sẽ có kiếp sau. Cho nên mình phải làm việc và biết tận hưởng. Lỡ như sau này có nằm xuống thì không phải hối tiếc. Anh nói quá chuẩn. Em vẫn luôn nghĩ về những điều này. Mời. Tôi chưa bao giờ thấy lão bàn ngã gục si mê trước một mỹ nhân nào giống như cô gái này. Em có muốn trở thành phu nhân của ông chủ chiếc du thuyền này không? Nè, anh nghĩ là anh cho em hưởng thụ một chút vật chất này mà em có thể gật đầu đồng ý đeo gông của anh hả? Khẩu khí. Của lạ. Cũng chỉ là một thời gian ngắn thôi. Đối với lão bàn, phụ nữ chỉ là trò chơi. Nhưng mà cô ta có gì đặc biệt chứ? Đâu cần phải ưu ái như vậy. Nè, đừng có nói là cậu ghen ngầm thai cho cô em gái nha. Sao tôi lại phải xen vào chuyện của họ chứ? Nhưng mà tôi nghĩ Mỹ Kỳ sẽ khó chịu vì người phụ nữ này. Được, chuyện này khá thú vị. Để coi em làm được gì. Anh không tin vào bản lĩnh của em sao? Tin chứ. Anh tin em là một người phụ nữ mạnh mẽ và bản lĩnh. Có những chuyện người khác không dám làm mà em lại dám làm.
Cứ để họ đấu cợt với nhau đi. Chúng ta sẽ có phim để coi. Anh chỉ quen biết em một thời gian ngắn, sao anh có thể đánh giá em như vậy được? Anh có học thuật về người, có thể nhìn được quá khứ và tương lai của người ấy. Dữ vậy sao? Được. Bây giờ em sẽ đi vệ sinh một chút. Lát nữa em lên, anh phải nói cho em biết là anh đoán được những gì về em. Chuẩn bị hết chưa? Dạ rồi. Thử nghiệm lần trước đã thành công, nhưng cô ta đã phát hiện ra điều bất thường. Bây giờ chúng ta phải giảm liều lại và tăng dần ở những lần sau. Dạ. Dạ. Tôi sẽ làm đúng như những gì lão bàn dặn. Anh nói Thịnh đặt bàn ở vũ trường. Ăn xong ở đây chúng ta sẽ kéo đi vũ trường chơi. Vậy là anh hiểu ý em rồi đó. Đúng là chỉ có về ăn cơm nhà là ngon nhất. Má à, má nấu á hợp khẩu vị, ngon nữa, cây nhà lá vườn số 1 luôn đó. Má nấu ăn ngon hơn cả nhà hàng luôn đó. Vậy mà có người đã bỏ đi, chắc có lẽ Chiêu Dương đã quen sống với phồn hoa đô thị, cơm nếp nhà không giữ được chân của nó. Má, là do Chiêu Dương suy nghĩ nông cạn nên cậu mới rời xa má, rời xa gia đình mình. Sóng gió ngoài kia đang chực chờ ập lên đầu của nó, vậy mà nó vẫn đi, còn mình thì cản không được. Má, thực sự là tinh khí của chị Dương á, ai cũng hiểu hết mà. Khi mà chị ấy đã quyết định điều gì đó rồi thì không ai có thể cản được đâu. Gia đình là nơi để được yêu thương, để được nương tựa nhau mà sống. Trước kia Chiêu Dương nó sống không cội nguồn, giờ thì lại từ bỏ hết tất cả. Mình sẽ luôn là gia đình, là điểm tựa cho Chiêu Dương, để khi mệt mỏi cô sẽ quay về nha má. Má, tụi con cần má, chị Dương cũng cần má nữa. Má phải sống thật khỏe mạnh để chờ chị Dương trở về nha má. Thôi tụi con ăn đi. Má. Má. Má thấy không khỏe, má thấy nhức đầu, má muốn nằm nghỉ ngơi. Má, để con đưa má vô phòng rồi lấy thuốc cho má uống nha. Chuyện của con coi như xong rồi đó nha, chuyện còn lại là của mẹ đó. Giờ phải làm cách nào để gọi nó về mới được. Mẹ thấy gì cách? Cách gì? Cô nói thử coi. Nè, bớt ăn lại được không? Chuyện lớn quan trọng, sao cứ ăn suốt ngày vậy? Thì mẹ cũng phải để con nuốt cái đã rồi con mới nói mẹ nghe được chứ. Bây giờ con nói mẹ nghe nè, mẹ kêu ảnh về không được đúng không? Thì mình phải xài chiêu. Mà chiêu trò gì cứ nói đại ra đi, mà sao cứ úp úp mở mở bực mình à? Từ từ, mẹ nóng tính quá à. Bây giờ
mẹ gọi điện thoại cho ảnh. Mẹ nói là mẹ bị té cầu thang kỹ chân, hoặc là mẹ rớt xuống giường gãy tay luôn, hoặc là hơn nữa là mẹ nói mẹ vừa chạy ra đầu đường xe nó tông mẹ, mẹ bất tỉnh nhân sự, cứ gọi đại cho ảnh là ảnh về thôi. Thôi thôi đi, tôi mới nghe cô bàn không đã thấy rung mình rồi nè, nghĩ cách khác đi. Thì con nói ra nhiều cách như vậy á, mẹ thích xài cách nào thì mẹ xài vậy thôi. Em bới cơm nữa cho anh nha. À, no rồi. Trúc Trà. Dạ. Em coi lát nữa em nấu thêm cái gì nóng nóng cho má ăn giùm anh nha. Em biết rồi. À, Hiếu nè. Mày tính là lại nhà với má mấy ngày hay là lên trên đó liền? Nhìn má vậy sao tao đi được? Mà công việc ở trên tùm lum cũng không biết tính sao. Suy nghĩ gì nữa, một ngày không có sao hết á. Mày cứ đây với má một ngày đi, ngày mốt rồi lên trên đó. Trúc Trà. Dạ. Anh có chuyện này muốn nhờ em.